và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video bắt cua kể chuyện nha anh em. Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy làm về mini world bắt cua kể chuyện đi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tập tiếp theo nha. Ok, và chủ đề lần này là gì nào? Đó chính là một cái chủ đề mà có rất là nhiều bạn đã hỏi mình rồi. Đó chính là mình thích Minecraft hơn hay là thích mini world hơn? Và mình là youtuber Minecraft hay là youtuber về mini world? Bây giờ mình sẽ trả lời cho anh em biết nha. Ok, và còn nhiều câu hỏi khác nữa. Chúng ta bắt đầu vào video hay nào? Let's go. Ok, chúng ta bắt đầu hay nào? Thì đây là một con map của một bạn có tên là gì nhờ? Ủa, ổng ghi cái tên của ổng ở chỗ nào vậy? À, bên đây. Xin lỗi mọi người nha. Con map này là một con map của bạn có tên là Sony đó. Và map một mình bạn ấy xây luôn. Trời ơi, ghê vậy ta. Cái map bự như vậy mà một mình bạn ấy xây luôn. Đó, kênh YouTube của bạn ấy là Sony of Gamer và ID của bạn đó là 1353393. Ok, các bạn nhớ tải map ủng hộ cho bạn Sony nha. Bạn này hình như là thường hay vào trong livestream của mình chơi chung với bọn mình nè. Ok, và let's go, chúng ta bắt đầu vào video hay nào. Thì đây là một cái con đường dẫn chúng ta đi đến chỗ bắt cua thì phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kể từ đâu ta? Trước tiên là mình sẽ nói về vấn đề là mình là youtuber mini world hay là youtuber Minecraft trước đi ha. Ok, thì mình chính là một youtuber làm về mini world và cả Minecraft luôn mấy bạn ơi. Có rất là nhiều bạn kiểu mà sau khi mà xem kênh của mình á sẽ kiểu hơi thắc mắc tò mò là bởi vì thấy mình đăng kiểu đăng mini world với đăng Minecraft chung với nhau luôn. Cho nên là mấy bạn có hỏi mình là anh ơi, vậy rốt cuộc là anh làm Minecraft hay là làm mini world? Thì nói chung là đã là youtuber rồi đó thì những bạn fan của chúng ta yêu thích game gì thì chúng ta có thể làm những game đó cho các bạn fan xem. Thế nên là kiểu có nhiều bạn bảo mình là làm thêm Minecraft thì coi như là mình kiểu mình thấy mấy bạn ủng hộ mình thì tất nhiên mình sẽ làm thêm. Mình sẽ làm thêm Minecraft cho mấy bạn xem. Đó, cho nên là mình làm về Minecraft và làm về mini world luôn nha. Nói chung là một mình làm hai game luôn đó. Nếu như mà mai này mấy bạn mà muốn mình làm thêm Free Fire, làm thêm Roblox hay là làm thêm bất cứ game gì thì các bạn nhớ bình luận nha. Nếu mình thấy các bạn bình luận nhiều thì mình sẽ làm thôi. Nói chung là youtuber mà phải chiều lòng fan chứ đúng không nào. Đó, thì tiếp theo nữa là có rất nhiều bạn hỏi mình là anh biết Minecraft trước hay là biết mini world trước? Thì câu hỏi này cũng khá là nhiều bạn hỏi mình luôn. Bởi vì là một số bạn thì bảo là trời ơi, anh Phong ngày xưa là làm về Minecraft chứ không phải là làm về mini world. Còn một số bạn thì kiểu như là nói là không, anh Phong là làm về mini world chứ không phải là Minecraft đâu, kiểu vậy. Và mình xin trả lời luôn, đó chính là thật ra là mình biết Minecraft trước chứ không phải là mini world trước nha mấy bạn. Một số bạn coi trên kênh của mình á sẽ thấy là kiểu kênh của mình á là sao ta, đăng rất là nhiều video về mini world luôn. Và mấy bạn thấy là video mini world là mình đăng trước, cho nên là mấy bạn nghĩ là mình là làm về mini world trước, nhưng thật ra không phải. Trước đây, trước khi mà cái kênh Phong Cận TV của mình được tạo ra thì mình đã có được một cái kênh nữa rồi. Một cái kênh nó có tên là gì ta? Đúng rồi, kênh nó có tên là Phong Zido, hay còn gọi là Zido Crab. Mà cái chữ Crab là mấy bạn biết là chữ Crab là chữ của cái game gì không? Chữ Crab chính là chữ của game Minecraft đó anh em. Đó lý do vì sao mà mình là cái người biết Minecraft trước chứ không phải là mini world trước, mấy bạn hiểu không? Cái người đã cho mình cái gì ta, cái động lực để có thể làm YouTube và làm về Minecraft á, đó chính là anh Yaki Natsumi. Đó, những bạn nào mà là những cái người thích chơi game Minecraft chắc chắn sẽ biết là anh Yaki đúng không nào? Ngày xưa là mình cực kỳ thích coi anh Yaki luôn. Anh Yaki ổng có một cái series sinh tồn gì ta? Một cái series sinh tồn 1.8 thì phải, đúng rồi, series sinh tồn 1.8 á. Thì anh Yaki nấy vô chơi sinh tồn và nấy xây ra những cái công trình chẳng hạn như là tháp Eiffel nè, hoặc là đồng hồ Big Ben nè, hoặc là nhà thờ Đức Bà nè. Nói chung là ổng xây nhiều thứ lắm, chùa một cột các kiểu luôn. Thì khi mình xem video của ổng á thì mình thấy rất là hay luôn và mình cực kỳ thích. Cho nên là mình mới nghĩ cái việc là chúng ta chơi game sao chúng ta quay lại, chúng ta đăng lên YouTube cho mấy bạn cùng xem á. Mình thấy công việc này khá là hay và có lẽ là mình sẽ kiếm được nhiều bạn bè, nhiều fan hơn thì mình sẽ làm đó, cái kiểu vậy. Và nói chung là cái thời đó là mình cực kỳ đam mê luôn. Và mình chỉ thích làm là vì mình làm vì đam mê thôi. Mình chẳng có cần tiền, chẳng cần gì cả. Nhưng mà sau đó thì một thời gian sau khi mà mình làm việc thì ba mẹ mình kêu là cái công việc của mình á, làm YouTube không kiếm ra được tiền. Thì mai này lớn lên, ba mẹ già yếu rồi thì ai sẽ là người chăm sóc cho ba mẹ? Ai là người sẽ... Thì con sẽ làm sao để có tiền để có thể tự chăm lo cho bản thân. Đó, đó là lý do vì sao mà năm 2015 mình làm YouTube nhưng mà sau đó mình lại bỏ, mình không làm nữa. Sau đó mình chuyển qua mình đi học tiếp chứ mình không có làm YouTube nữa mấy bạn ơi. Bạn nào mà xem trên kênh mình mà là phải là fan lâu năm kìa thì mới biết đến cái chuyện là mình là làm Minecraft trước đó. Thì sau đó thì mình bỏ làm YouTube và mình đi học. Thì mình đi học đến năm mình học lớp 9, có nghĩa là sau cấp 2 anh em.
thì mình mới bắt đầu là mình được nghỉ hè, thì mình bắt đầu mình đi làm ở trong một cái lò gạch, và sau đó là mình kiếm được tiền và mình để dành cái tiền đó thì mình thực ra cái công việc ở trong lò gạch thì chắc là các bạn xem video của anh Dịch, là anh Dịch kể về lịch sử của Hero Team, chắc các bạn cũng biết rồi ha. Đó, thì mình làm ở trong cái lò gạch đó, thì công việc của mình cũng rất là đơn giản thôi, đó chính là mình sẽ đi khinh gạch sau đó là bỏ vô trong lò gạch để cho nó nấu lên. Mấy bạn có biết cục gạch mà chúng ta dùng để xây nhà không? Bạn nào biết cái cục gạch làm gạch gạch ống không? Đó, cái cầu cục gạch ống á, mình sẽ sử dụng cái cục gạch ống để mình đem vô trong lò, mình nung lên, sau đó là mình sẽ đem ra ngoài và mình chất nó lên. Đó, công việc của mình là như vậy. Và ngày xưa thì mình làm ở trong cái lò nướng, cho nên là nó rất là nóng luôn, cực kỳ nóng luôn các bạn ơi. Và thời đó đi làm về xong là mặt mình nổi đầy mụn luôn, mặt mình đen thui thùi lùi luôn đó. Sau đó là mình làm được khoảng một tháng và mình đã kiếm được tiền lương đầu tiên của mình đó. Cái công việc đi gì ta, đi bóc gạch chính là cái công việc đầu tiên mà mình làm để kiếm tiền anh em. Sau đó có tiền rồi thì mình bắt đầu mình mua một cái máy tính. Thì cái máy tính này lúc này của mình cũng chưa xịn lắm, máy tính cũng yếu xìu rồi, chứ không có mạnh như cái máy tính bây giờ đó. Sau khi mà mua được máy tính xong thì mình bắt đầu mình làm tiếp. Và cái thời điểm đó lý do vì sao mà các bạn thấy là trên kênh của mình đăng video mini world trước á, là lý do là bởi vì là lúc mà mình bắt đầu làm YouTube lại á, thì lúc đó mini world đang rất là nổi, một cái game rất là nổi tiếng luôn, cho nên là mình mới quyết định là mình sẽ chơi mini world đó, để cho một số bạn nào mà chưa biết đến kênh mình mà yêu thích game mini world có thể lên xem cái kiểu vậy đó. Thì đó là lý do vì sao mà kênh của mình đăng về Mini World trước chứ không phải là đăng về Minecraft, mặc dù là mình biết Minecraft trước chứ không phải là Mini World đó. Đó là cái lý do rất là đơn giản thôi đó. Và có một số bạn cũng hỏi mình nữa là anh ơi, anh thích Minecraft hơn hay là anh thích Mini World hơn. Nói chung là cái câu hỏi này mấy bạn hỏi mình cũng chẳng biết phải trả lời sao luôn mấy bạn, bởi vì là mình tính nói thật thì game Minecraft á là một cái game tuổi thơ của mình, một cái game mà mình chơi từ lúc nhỏ, một cái game tuổi thơ mà mình rất là thích luôn. Còn Mini World là một cái game mà nó giúp cho mình phát triển kênh và mình đã có một thời gian gắn bó nó rất là dài luôn. Cho nên là hiện tại bây giờ là mình làm, các bạn để ý đi, trên kênh của mình á là mình làm Minecraft nè, rồi mình làm Mini World nè, mình làm cả hai game luôn chứ mình không phải là làm có một game. Đó là lý do là bởi vì là mình yêu cả hai game luôn, mình thích cả hai game và mình cực kỳ gọi sao ta? Có tâm huyết là muốn đưa hai cái game này lên phát triển mạnh hơn, mặc dù content của mình là content kid. Đó, content kiếp có nghĩa là content dành cho trẻ em anh em. Đó, thì có một số bạn vô kênh của mình thì bình luận là thằng này nó làm video mà nó nói chuyện nghe giả tạo quá, nó diễn, nhưng thật ra là mình làm content kiếp thì mình phải nói chuyện như vậy thôi, chứ chẳng lẽ giờ mình làm content kiếp mà mình lên mình chửi thề đồ, trời đúng không? Đó là lý do vì sao mà mình yêu thích cả hai game luôn, chứ mình không phải là yêu thích có một game. Đó, cho nên mình mới làm cả hai game cùng lúc luôn á. Trời, chỗ này sao khó quá ta. Hả? Ok, và mình đã trả lời hết câu hỏi của các bạn luôn rồi. Và nếu như các bạn nào mà có những câu hỏi nào mà muốn hỏi mình nữa thì hãy đặt ra cho mình để mình có thể gọi là làm thêm video tiếp theo nha. Đó, thì nói chung là tóm tắt lại thì là mình chính là YouTuber và mình biết Minecraft trước Mini World. Sau đó là mình là yêu thích cả hai game luôn, mình yêu Minecraft, mình yêu Mini World luôn, yêu thích cả hai game hết. Hả? Và tiếp theo nữa là đó chính là gì ta, một câu hỏi nữa là câu hỏi gì quên nhỉ, còn câu hỏi cuối cùng á là mấy bạn hỏi mình là YouTuber Mini World hay là YouTuber Minecraft, thì mình cũng trả lời luôn là mình là YouTuber Mini World cộng thêm Minecraft. Nói chung là mình YouTuber là mình làm tùm lum game luôn, chứ mình không có chơi một game, mình chơi tùm lum game luôn. Mấy bạn nào mà muốn mình chơi thêm game gì thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Kamui TV, Mèo Simmy, Sammy Đào, Khang Dừa và Kyron để ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Shop phong cận tv.com, shop bán nick, dịch vụ thẻ cao. Ai muốn mua nick thì nhào vào mua ngay.